Để thực hành luyện tập phát âm trên Edupia, máy tính của bạn phải được cài đặt mic. Đầu tiên, quý phụ huynh cần kiểm tra xem trên máy tính của mình có một cổng hay hai cổng. Nếu chỉ có một cổng cắm, bố mẹ cần sử dụng tai nghe một chân cắm có tích hợp mic thu âm. Nếu máy có hai cổng cắm thì sử dụng tai nghe có hai dây mic và dây tiếng rời. Để kiểm tra độ nhạy của mic hoặc xem máy tính đã nhận mic hay chưa, quý phụ huynh có thể truy cập đường dẫn sau. Tiếp theo, bấm nút play trong ô kiểm tra âm thanh trên màn hình. Trong khu vực kiểm tra mic, ở khung bên dưới, bất cứ khi nào mic nhận diện được âm thanh, sẽ xuất hiện các đường sóng di chuyển. Nếu sau khi làm theo hướng dẫn, mic vẫn chưa hoạt động, xin vui lòng gọi số 093 120 8686 để được hỗ trợ và cài đặt thiết bị.